Cũng tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2018 mang tên Biển Việt Nam Xanh. Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học 22 tháng 5 và Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Chiến dịch Biển Việt Nam Xanh sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 với quy mô đồng loạt tại 5 tỉnh thành ven biển miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Đà Nẵng. Chiến dịch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả về bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc bảo vệ môi trường nói chung, môi trường du lịch nói riêng để phát triển du lịch bền vững.